Nào giờ tôi quay lại làm bằng chứng, em hứa đi là em chỉ đi mua đúng một cái đôi bông tai cho cái vai diễn mới của em thôi đúng không? Đúng, thì vai diễn mới của tôi chỉ cần đúng một đôi bông tai, không mua gì hết, mua nhiều tốn tiền anh cũng như tốn tiền tôi thôi. Không mua gì hết, đúng không? Để nói mua đúng một đôi bông tai mà sao mà nhây nhây. Để nghe. Lấy một cái rồi nghe. Một đôi với một cái gì trời. Rồi sao lựa băng đô nữa? Đã thử coi đẹp không chứ. Trời ơi, nhanh nhanh đi. Đi qua lấy bông tai đi. Mà mệt nghe, mua đồ mà nhanh nhanh gì. Nhớ là một bông tai thôi nghe. Để nói là nhớ rồi mày gì trời. Nhớ nhắc. Sao nó mua bông tai vô đi coi nhỏ. Đã coi chưa có mua. Đi qua lấy cái bông tai rồi đi. Một cái bông tai thôi nghe. Một cái thôi. Một bông tai thôi, nhanh lên. Cái gì vậy? Em mà tính tiền anh này nha. Thôi mấy này không lấy, để ngoài kia. Tôi có lấy mới đem lại tính tiền á. Ủa nãy nó mua có một bông tai à? Thì nè, một đôi bông tai với nhiều thứ khác nữa. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Mua đi tính tiền cho đi, còn hồi đó tôi cho lại cái khác. Cái gì vậy? Đã. Tính hết cho anh em ơi.